Không có cái quả thứ bảy ở cánh rừng này. Quả đầu 6 thôi. Mệnh đang có bài đấu được cầm Egypt trong cánh với một quả đầu 1 cây. 2, 3, 4, 5. Và 7 cây đến thủ truy mệnh. Hào lại kêu rồi, quả đầu 6, ban. Còn một quả đầu 6 cây dốc dách. Sẽ có voi luôn với bài Yamato này. Còn quả đầu 7 cây. Thế bài Yamato đầu cánh. Ban Egypt trong cánh. Cho Ia ra đầu cánh. Và sẽ cùng xem là chúng ta sẽ đánh chiến thuật gì. 3 chém 1 cung à. Nhưng mà 3 chém 1 cung thì phải có cung A để chống Max C, bởi vì kia tới 2 con Max C. Liệu rằng sẽ có đánh cung A của Yamato trong trận đấu này hay không thì hãy cùng chờ. Egypt của mệnh lên cung A. Đây là rẻ với bài cầm Yamato của mình, rừng là rừng dừa nên đất sa mạc. Vòi đã có, và đang có những lý do. Đây là bài đường cầm IA, bên kia thì có hai con Max C không bánh xe. Chủ lực của bạn sẽ là cung R Babylon. Trong tay của chúng bên lớp hoặc là có một con Max C của BB có thể lên cung A hay áo. Tùy chiến thuật của bạn. Quan trọng là thế sắp xếp vào bài vở có đẹp hay không thôi. Nhiều đầu đã có luôn tới thủ chim sẻ rồi. Bạn này toàn dừa. Tránh quyền dương nhá, hello anh. Lâu lắm mới thấy anh xuất hiện trên livestream thủ chim sẻ. Hello hello anh em nhá. Cần hướng dẫn đi dò một vòng. Mệnh nó báo về 6 giờ có hông. Đây, từng thông và rừng dừa này. Thế bảo là có cả quả 6 giờ đâu. Và đưa con voi này về thôi. Yamato, con voi đầu tiên. Ok. Khi hấp huy ựa thì tôi ngồi ở ba vì vẫn nghe thấy tiếng kịch 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 anh em ạ. Sợ thế. Ồ, hơi to. Mình mà không nghe thấy chắc không báo gì đâu. Như vậy bài của sẻ rất là bóc binh ở trận đấu này rồi. Với ba voi, hiêu đầu và quả phụ. Bài sẻ. Rồi, đây là con voi thứ hai là những thủ chim sẻ đã đưa về nhà chính cho mình. Và đến với trận thi đấu thứ 3 trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin giới thiệu các bạn Jiriche Deburi Butterfly điểm tựa thành công. Là mẫu ghế cầm trọng tốt nhất và nổi tiếng nhất của Jiriche. Ghế dùng chất liệu lưới cao cấp, mềm, mịn, bền và thoáng khí, phù hợp với khí hậu nhiệt đới gió mùa nóng ẩm của Việt Nam. Với tính năng tùy chỉnh đa dạng, phù hợp với vóc dáng người Việt, giúp giảm trọng lượng cơ thể, tác động lên cột sống, cổ vai gáy, phòng tránh và cải thiện các bệnh về xương khớp với dân văn phòng. Được sản xuất bởi Jiriche, nhà máy sản xuất ghế ergonomic hàng đầu thế giới. Ghế Jiriche Deburi Butterfly bảo vệ sức khỏe, mang lại trải nghiệm dụng tuyệt vời đến cho bạn. Anh em có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi phần comment để xem chiếc ghế tới từ nhà chợ Jiriche chúng tôi. Bài Yamato này cũng sẽ rất là đẹp với hai quả phụ ba voi. Đánh chắc nhà luôn, Hào báo về bài xấu. Vỡ à? Đây là Hào. Pan. Quả đầu đi dốc rồi không đồ lùa về rồi hai mỏ hiêu lại còn chết dần. Ôi giời ơi. Ôi mà Pan này gãy rồi. Đây là Huy. Huy thì chết dần với bài cầm cho sòn mình ba voi. Đây là anh Huy. Huy phải giờ đánh đâu cả anh Hào. Bây giờ Pan không dâng chéo được đâu đấy. Hào yếu đấy. Bài chết dân. Bài Hào không đi sớm, bài Huy thì đẹp rồi. Chỉ có cái là chết dân thôi. Lùa thông với con hiêu này về. Pan này thì Pan đột quỵ chứ chả đột biến gì ở đây cả. Hiêu voi trên xà đấy. Và Max C đã dâng đến nhà Huy rồi. Đó là BB. Vậy là không có BB đánh cung A đâu anh em ạ. Trước khi đến với những tình huống giao tranh ở trong trận đấu này thì vẫn rất mong anh em thể inbox vào fanpage của game thủ chim sẻ nắng hoặc fanpage chim sẻ food để có thể đặt hàng thịt trâu các bếp với giá 600k/kg, free ship toàn quốc cho anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Hôm nay thì chim sẻ food cũng đang có món mới, đó là gà ủ muối hoa tiêu với giá khuyến mãi đặc biệt trong tuần này 230k/1 con, free ship trong nội thành Hà Nội. Anh em nào muốn đổi món thì có thể inbox vào fanpage của sẻ hoặc fanpage chim sẻ food để có thể đặt hàng gà ủ muối hoa tiêu nha anh em. Vâng, đây là sẻ 26/28. Và hiện tại thì chim sẻ food vẫn đang tuyển cộng tác viên cũng như là đại lý bán hàng trên toàn quốc. Anh em nào muốn trở thành cộng tác viên hay đại lý bán hàng của chim sẻ food thì có thể đến tại văn phòng của FBS hoặc liên hệ qua số điện thoại Zalo 0832 986 999. Rất mong được kết hợp cùng với anh em trên mọi miền tổ quốc. Cảm ơn anh em rất nhiều. Và kích vậy là 10-30 với 26 dân cộng 1 tới từ vụ chim sẻ thì được cầm Yamato. Số 5 dâng qua nhà Hào rồi. Hôm nay đi qua nhà Vi thì rất sớm. Đấy là BB. Tránh chân mít nhá.
Somus. Frozen? Homus. You're all about the Homus. Rồi, 8-32. Đây đã ra rồi. Ok. Bài đánh qua cũng khá là rộng. Mặt kia không biết là mệnh đã kê được chưa. Đây là mệnh. Mệnh đã kê mặt còn lại sẽ ok. Như vậy là mệnh sẽ ăn một quả dễ nhà. Hai anh em khổ với nhau trong hôm nay. Nhưng mà mệnh cũng kích 12 à. Ôi. 12-01 này á. Buồn thế. Vâng, Hào cũng có thể kích 12 nốt. Ôi dồi ôi. Baby đầu cánh huy về lớp. Anh em nghe thấy tiếng em bình luận không ạ? Alo? Alo, 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 alo. Anh em lại bảo có nghe tiếng bình luận nhờ. Alo? Alo? Trong các bếp thì anh có thể inbox vào fanpage của Sẻ hoặc fanpage Sim Sẻ Food anh Tuấn Anh ơi. Anh em rõ em nói gì không nhờ? Alo? Ô, không thấy anh em comment gì này, em không nghe thấy mình nói gì à? Alo? À, alo? 4A đây rồi. Đây là Huy. Đang chọc vào mỏ vàng cầm 1 năm. Mang C của BB. Rồi công giáp. Bơm đây, bơm đây. Thịt vàng đây. 500 cánh Huy. 5 mất giò đấy. Và thăm lại là 26/28 giờ bài đấu này. Đúng rồi. Thịt vàng. Đấy. Chưa bánh xe ra, bánh xe em đấy. Xe đây. Nốt dần dần được 1 năm đi. Và 26/28 và tôi bị bảo vệ là bạn công cai là chim xe. Đây là bạn ban của Hào. Và công cai và có cả y tế của bạn luôn. Hào mạnh hào là một quả của bạn nhận chưa bánh xe. Có thể chim ca không? Đó là đà. Các bạn đang di chuyển nó sẽ hơi xa một chút. Và bạn quyết định công ca và có cả y nữa. Ca kèm y tế bác sĩ là chim xe. Kéo là đà về Hào cũng có kịp. Thật nguy hiểm. Này ca đã ra rồi. Cá bắt đầu dã. Dưới rồi. Đâu ca đâu. Đấy rồi chém ca đi. Không vừa thôi ca này để chém. Ở nhà mình Hào đang đi riêng. Năm nay là 14/24 đấy từ thủ Mạnh Hào thôi. Bé lắm. Em bơm vàng đi. Chơi ra xe. Năm nay là 37. Đỡ được nhà ra này không đây. Và thắp lại là 40 cho bài đấu này. Và thắp lại là 41 dành cho anh thủ chim sẻ nắng rồi. Kìa 16 vào kìa. Chém xuất thứ. Rồi, nhà rồi, ok. Và vậy bên lớp không thì bảo vệ xong thẳng dân để lên 4 với bài cầm con Babylon mình. Kéo cái ca kìa, ca kìa anh Hào. Chém một cái ca nốt cái, ra ra nốt ca đi. Nốt ca nốt đi cho đỡ mất tay đi. Rồi, ông trẻ xong tự vây chung quân vẽ ruộng lên 4 luôn rồi. Kia sắp thẳng quân lên 4 rồi. Không có cung nào cung là chim trẻ ra điểm này được cả. À, tham lai 50 tới chim sẻ nâng đào vàng lên. Bầu 8 về lớp gần như là không sóc quân. Thông tin bảo vệ kích 4 rồi. Rồi kích 4 đi. Ca đốt y đây. Và Mệnh và Hào cộng với đó là game thủ anh Huy đang muốn đi đánh nhà về lớp một tuần ảo. Khi mà sẻ cũng sẽ được nhồi đồ, tích đồ lên 4. Nhưng mà để lên 4 thì ta sẽ mất thêm một chút thời gian nữa. Bên kia thì thông tin về với lớp đã kích 4 rồi. Bài đấu sắp thẳng dân lên 4 dành cho game thủ lớp cháu gà. Đồng gỗ đây. Thiếu 500 thịt, 500 vàng nhá. Gerdex thôi mà. Đang ra ruộng đến đội chim sẻ. Để đi chiếc mới thật nhanh. Rồi BK để bò sát mấy bản đồ lại. Ngàn vàng. Trăm thực trăm vàng đấy anh em ơi. Đồ 4. 200 thực 200 vàng chắc. Rồi kích rồi.
tình huống thành công đến với thủ chim sẻ và cộng Yamato ở phút 21. Và đây là mặt máy thủ chim vật và cái thủ Kadiot nha. Vậy tham lai là 51 và đoạn chuyển cung A. Đây là cung A tới từ cầm 18. Vâng, thử vang xem nào. Vì thông tin bảo vệ lọt như các bạn phát hiện ra. Vì tham lai là 30. Hào đâu? Hào tham lai là 24, đi ăn hoang là vô đồ cho cái thủ chim sẻ. Được vậy. Thử vào ngoài đi, đây này có mấy con thế này. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 45. Rất bộ 7 kìa, xả nó đi. Rồi, cứ áp lực đi. Vẫn đang chơi, vẫn đang chơi. Kìa, vẫn hở đây, vẫn hở kìa, vẫn hở kìa, vẫn hở kìa. Rồi, quy tỏi và tỷ số là 2-1 cho chúng ta trong buổi tối game này. Hay quá anh em ơi. Thủ thiệp đầu khá là vất vả, nhưng đây là bài đấu mà các bạn mới thấy là hai nhà bên mình kích 11, à 12. Bệnh với Hào kích 12 trận đấu này nhưng vẫn thắng. Và sao bên lớp chuyển ai nhỉ? Babylon này, tôi tưởng Vlog phải kích 4 rồi, hóa ra ông lại chuyển A. À, 2BC rồi, kích 4 rồi, 2BC rồi.